vòng tay đá agat trắng hay còn gọi là mã não trắng những chiếc vòng đeo tay đá phong thủy không chỉ là món phụ kiện trang sức tô điểm cho cổ tay thêm hấp dẫn thể hiện cá tính mà còn mang đến những công dụng bất ngờ cho người đeo có thể nói những chiếc vòng tay đá phong thủy khác hẳn với những loại vòng đeo tay khác khi sử dụng đúng cách sẽ giúp người đeo nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời sau đây là cách chọn vòng tay phong thủy đá mã não trắng dựa theo quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc luôn tồn tại song song với nhau có sinh ắt có khắc mọi việc nên ở trạng thái cân bằng điều gì thái quá cũng không tốt vì sẽ khó tồn tại lâu dài đây là quy luật của tự nhiên theo màu sắc trong ngũ hành thì màu trắng tương hợp với những người mang mệnh kim sinh vào các năm 1962 Nhâm dần, 1963 Quý Mão, 1970 Canh Tuất, 1971 Tân Hợi, 1984 Giáp Tý, 1985 Ất Sửu, 1992 Nhâm Thân, 1993 Quý Dậu, vân vân và tương sinh với những người mang mệnh thủy sinh vào các năm 1966 Bính Ngọ, 1967 Đinh Mùi, 1974 Giáp Dần, 1975 Ất Mão, 1982 Nhâm Tuất, 1983 Quý Hợi, 1996 Bính Tý, 1997 Đinh Sửu, 2004 Giáp Thân, 2005 Ất Dậu, vân vân. Trong đó, vòng tay đá Agate trắng có tác dụng đối với sức khỏe từ thời xa xưa, người ta đã sử dụng đá agate trắng để xóa tan sự sợ hãi, giảm hiện tượng co giật và chống lại vi khuẩn ở dạ dày. Nó có thể trung hòa axit trong dạ dày, giúp người sử dụng có cảm giác dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, nó cũng hỗ trợ điều trị rối loạn nội tiết, chữa nhiều bệnh viêm nhiễm ở da, giúp hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn, tăng cường lưu thông khí huyết cho cơ thể. Đá agate trắng còn giúp ổn định tinh thần và sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, đá agate trắng còn có tác dụng hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị ho và những bệnh liên quan đến vùng họng. Khi sở hữu những chiếc vòng đeo tay đá agat trắng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp, giúp người sử dụng thân thiện hơn, ứng biến linh hoạt trong các tình huống và chống lại những cảm bẫy. Đá agat trắng xua tan nguồn năng lượng tiêu cực, thu hút năng lượng tích cực, giúp người sử dụng nhìn nhận sự vật ở nhiều góc độ khác nhau và có hướng đi phù hợp. Đá agat trắng tăng cường sự nam tính ở người đàn ông và họ trở nên hấp dẫn người khác phái nhiều hơn đá agat trắng mang đến sự bình yên trong tâm hồn giúp người sử dụng kết nối với thế giới tâm linh tốt hơn xua tan áp lực và mệt mỏi thường ngày là nơi bán đá quý phong thủy tin cậy cho khách hàng trên toàn quốc trong nhiều năm qua, đến với phong thủy Bạch Dương, quý khách hàng sẽ hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của hệ thống bên mình bởi chúng tôi cam kết tất cả các mẫu trang sức đá phong thủy đều được chế tác từ 100% đá tự nhiên, đội ngũ nhân viên tư vấn có kinh nghiệm, am hiểu kiến thức về phong thủy, miễn phí giao hàng toàn quốc đối với mọi đơn hàng, sản phẩm được bảo hành chu đáo lên đến một năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm để đặt hàng các bạn hãy liên hệ ngay đến số điện thoại 09198682 hoặc 0 986 707892 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn hãy bấm đăng ký Kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé Hẹn gặp lại các bạn trong video sau